Chúng ta bây giờ lại có thêm một cái quan điểm khác nữa các bạn, một quan điểm này nó cực kỳ bullish luôn Và Thuận chia sẻ không phải là nói là khả năng này cao hay thấp mà để cho các bạn thấy được một điều thường chia sẻ ra các bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn Đây là một người ở trên Twitter đó là người này đã dựa vào những cái tài liệu trước đây của những chu kỳ giống như năm 2012 Người này nói là cái ở đợt Harvard năm 2012 đó lúc đó giá BTC là 182 đô. Một năm sau đó giá BTC đã là 510 đô rồi. Chu kỳ năm 2016 đó lúc mà Bitcoin Harvard lúc đó là giá của BTC là 661 đô. Một năm sau đó giá là 2.600 đô. Chu kỳ mới đây năm 2020 đó thì BTC Harvard lúc đó giá là khoảng chừng 8.600 đô. Một năm sau đó giá đã là 58.000 đô rồi. Điều này thú vị Tại vì người này nói đó là nếu chúng ta thấy năm 2012 thì cái sự tăng trưởng đó chính là 2.8 lần so với lại cái mức của Hà Bình so với một năm sau đó, năm 2016 đó là sự tăng trưởng tới 3.9 lần cái lúc mà giá hạ bình tới lúc mà giá một năm sau đó nhưng mà năm 2020 đó là sự tăng trưởng từ cái lúc mà hạ bình tới một năm sau đó là tới 6.7 lần điều thú vị ở đây đó là chúng ta thấy một trong những cái quan điểm mà nhiều người tin đó chính là càng ngày thị trường BTC càng lớn thì sẽ dẫn đến là mỗi một chu kỳ đó cái phần trăm lợi nhuận nó sẽ càng thấp hơn điều này cũng đúng các bạn nếu như chúng ta nhìn vào những thời điểm khác nhau giống như chúng ta nhìn vào cây đáy so với đỉnh của mỗi chu kỳ thì đó là sự thật nhưng mà người này nói là khi chúng ta nhìn vào từ ngày hai bình sở một năm sau đó thì không phản là như vậy từ ngày hai bình sau một, một năm sau thì mỗi chu kỳ cái sự tăng trưởng nó vẫn càng ngày và nếu như chúng ta tính cái tăng trưởng từ năm 2012 đến năm 2016 đó thì cái phần trăm tăng trưởng đã tăng lên 1.4 lần và cũng tương tự năm 2016 đến năm 2020 thì cái phần trăm tăng trưởng đã tăng lên 1.7 lần và nếu như chúng ta cứ tiếp tục như vậy đó thì cho đến cái chu kỳ kế tiếp này giá của BTC có thể tăng lên tới cái mức là 390.000 đô năm 2025 dựa theo những gì chúng ta đã biết trước đây. Con số này đó là cao hơn con số mà nhiều người ước tính các bạn nhiều ước tính là giá BTC thì cỡ đâu đó khoảng chỉ 100 đến 150 000 thì đây đương nhiên là một ước tính nó cao hơn nhiều. BTC đạt được 390 000 đô năm 2025 hay không thì không ai biết đâu các bạn. Và người này cũng đã nói rõ ràng cái điều mà người này muốn chia sẻ đó không phải là BTC sẽ đạt được cái mức nào mà cái điều người này muốn chia sẻ đó là chúng ta thực sự có quá ít thông tin, chỉ có 3 chu kỳ thôi, năm 2012, 16 và 20 và chu kỳ tới đây cái đợt hai bình kế tiếp đó đó chính là khoảng chừng 333 ngày nữa thì ước tính bây giờ là khoảng chừng tháng tư của năm sau đó chính là cái chu kỳ hai bình lần thứ tư chúng ta thực sự không có đủ những cái tài liệu lịch sử để đưa ra quyết định là giá sẽ là bao nhiêu đâu cho nên quyết định giá cao bao nhiêu hay là thấp bao nhiêu đó giá trị được cũng bằng nhau mà thôi các bạn và cái mà chúng ta thấy rõ ràng ở đây là so với là những đợt hai bình trước đó đó thì mỗi đợt halving từ ngày halving tới một năm sau giá cả ngày lại càng tăng mạnh hơn chứ không phải là giảm như là nhiều người nói chúng ta không có đầy đủ thông tin để có thể đưa ra bất cứ một cái quyết định nào hết cái chúng ta biết là nhu cầu btc ngày càng tăng lên lịch sử btc cho thấy được đó là mỗi lần bitcoin halving thì cái số lượng btc được đào ra bị giảm đi phân nửa và khi mà cái sự hứng thú trở lại mọi người sẽ có nhu cầu thu mua btc dẫn đến là nguồn cung tăng nguồn cầu giảm giá cả tăng trưởng mạnh đó là những gì chúng ta đã thấy được là lần này tới lần khác trong ba đợt hai bên trước đây chúng ta đang ngày đến dần cái đợt hai bình kế tiếp rồi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cập nhật liên quan đến ripple đi thì chúng ta thấy được là ripple đó đã đang giằng co với lại sec cả hai năm nay rồi thì cái mà chúng ta biết đó là cái thông tin mà ripple rất là muốn đó chính là cái tài liệu Văn bản à, liên quan đến tại sao mà cựu giám đốc của SEC là William Hinman trước đây nói Ethereum không phải là chứng khoán. Cuối cùng đó thì à, tòa án đã nghiêng về bên công ty Ripple nói là SEC không có quyền giữ bí mật cái văn bản đó, văn bản đó phải được công khai tại vì nó quan trọng đối với cái vụ kiện này và nó cũng không phải là một cái thông tin gọi là cơ mật quốc gia gì hết. À, và theo lịch thì đáng lý chúng ta đã nhận được cái thông tin đó rồi. Nhưng mà sau đó thì cả hai bên luôn các bạn, công ty Ripple và SEC, cả hai bên đều đồng ý dời ngày để mà chia sẻ cái tài liệu của giám đốc Hình mình thêm một tháng nữa tới ngày 13 tháng 6 và điều này khiến cho rất là nhiều người nghĩ là khả năng rất cao là hiện bây giờ SEC SEC và Ripple đang đàm phán để mà thỏa thuận chấm dứt vụ kiện này. Tại vì sao các bạn? Tại vì nếu như mà SEC muốn giờ ngày chưa chắc là công ty Ripple muốn họ đã chờ đợi thông tin này đã cả hai năm nay rồi nhưng mà họ đồng ý dời ngày về SEC thì đương nhiên tại vì SEC và họ có thể đang thỏa thuận thì nếu như vậy thì sao các bạn nhiều người nói nếu gì thì cũng cục hưởng quá nếu gì ra thì vụ kiện này có thể là chấm dứt công ty Ripple có thể đóng phạt rồi đưa ai đây đi XRP không phải là chứng khoán mà tiếp tục giao dịch và cả hai bên không có ai thắng ai thua hết cũng giống như là cái vụ kiện trước đây liên quan tới đồng EOS làm vậy thì cũng không rõ ràng là cái gì chứng khoán thì không phải cho dù là công ty Ripple chấp nhận thỏa thuận sau đó đó là hai bên đưa nãy đi và cái thông tin liên quan tới văn bản của giám đốc William Hinman của SEC sẽ mãi không được công bố điều đó cũng không có nghĩa là SEC sẽ không cần đưa văn bản đó ra đâu dựa theo những cái thông tin chúng ta nhận được đó là có rất nhiều dự án trong đó chúng ta có cả sàn Coinbase bây giờ ra những dự án này sàn Coinbase cũng như vậy họ có khả năng là đòi hỏi là SEC phải giao ra thông tin đó cho dù là không có còn vụ kiện với Ripple nữa tại vì những cái dự án khác sàn Coinbase nghĩ đó là cái thông tin quan trọng liên quan tới ngành và đây là một trong những điều mà sẽ gây rất nhiều rắc rối đối với SEC đó các bạn họ luôn muốn ẩn cái thông tin đó nhưng mà khả năng là sẽ không thể đâu và dựa theo CEO của Ripple Brad Callan thì vụ kiện này sẽ chấm dứt trong vài tuần tới các bạn ông ta không nói là trong năm nay hay là trong vòng một năm mà nói là trong vài tuần tới không biết là khi nào chúng ta đã nghe cái thông tin vụ kiện sắp chấm dứt sắp nhất rồi bao nhiêu lần rồi cho nên thùng cũng không có nuôi quá nhiều hy vọng nhưng mà nếu đó là sự thật đó mà công ty Ripple thật sự thắng kiện hay là XRP tuyên bố không phải là chứng khoán sẽ là một trong những cái thông tin rất là bullish thị trường chúng ta sẽ chờ đợi xem thông tin là như thế nào rồi à, chúng ta cũng đã từ từ tiến gần đến năm 2024 cũng là năm bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ các bạn năm sau là một năm mà hầu như tất cả nó đều dồn về một các bạn chúng ta có Bitcoin coi hai bình chúng ta có bầu cử tổng thống chúng ta cũng thấy được năm 2024 lại là một năm mà nhiều người cho là Fed sẽ giảm lãi suất cho dù Fed không giảm năm nay năm sau cũng sẽ giảm mà thôi và ngay cả chủ tịch John Powell nói là khả năng là năm sau mới nghĩ để giảm lãi suất cho nên năm sau là một năm mà rất nhiều người đang nuôi hy vọng hiện bây giờ và đối với lại bầu cử tổng thống đó các bạn đã thấy được là càng ngày như tôi đã chia sẻ đầu video là crypto không những là một phần của thị trường tài chính mà càng ngày lại càng là một phần quan trọng của chính trị tại vì liên quan tới những thứ như là thuế công an việc làm thu nhập của địa phương vân vân và đương nhiên các bạn thấy được rất nhiều người đầu tư lưu trữ crypto cho nên những người làm chính trị rất quan tâm đến là họ có thể lấy được phiếu bầu đó hay là không ở trong bài viết này của Contagraph đó họ cũng đã thống kê 7 ứng cử viên liên quan đến bầu cử tổng thống năm 2024 tại Hoa Kỳ và họ có suy nghĩ gì về crypto thì đầu tiên hết chúng ta thấy được là đương nhiên là ở bên đảng dân chủ chúng ta có đương kim tổng thống bây giờ là tổng thống Joe Biden thì tổng thống Joe Biden là một người mà không có thiện cảm với crypto các bạn Joe Biden cũng đã từng nói là crypto không có bất cứ giá trị nội tại nào và trong vòng vài năm qua đó dưới chính quyền của Joe Biden thật sự chúng ta thấy được là crypto đã bị đàn áp rất nhiều lần và nhất là liên quan tới đơn vị của SEC các bạn và chúng ta cũng có à, rất là nhiều người của đảng dân chủ như là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng là những người kịch liệt chống đối lại crypto và ngay cả chính quyền của Joe Biden cũng đã từng đưa ra những cái dự luật như chúng ta đã nói tới là đánh thuế đào BTC lên tới 30% nói chung là không tốt đối với crypto người kế tiếp đương nhiên là chúng ta đã biết là cựu tổng thống Donald Trump của đảng cộng hòa các bạn thì cựu tổng thống Donald Trump nghĩ gì về crypto nói chung thì cũng không tốt đâu các bạn à, đã có nhiều lần cựu tổng thống Donald Trump đã từng nói là crypto là tiền giả nó là một cái gì đó có thể chống đối đồng đô la và nó giống như là một trò lừa đảo vân vân nhưng mà sự thật đó thì chúng ta đã biết là cựu tổng thống Donald Trump cũng là một người đã phát hành NFT và bán NFT đã hai lần rồi các bạn. Thêm vào đó nữa là trong cái thời điểm mà Donald Trump là tổng thống đó thì sự thật là crypto vẫn tăng trưởng và tăng trưởng và chúng ta không có những cái thông tin là SEC đang áp thị trường như là ngay bây giờ. Cho nên cho dù là cựu tổng thống Donald Trump đã từng nói những cái không tốt cho crypto này nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là thị trường vẫn à, được tiến diện trong thời gian đó và thêm vào đó nữa đó là cái điểm mấu chốt khi mà cụ tổng thống Donald Trump nói về crypto đó chính là phải ủng hộ đồng đô la và không cho bất cứ một khả năng bất cứ một loại tiền nào cạnh tranh với đồng đô la. Đó là cái quan điểm của cựu tổng thống Donald Trump. Kế đó nữa, chúng ta cũng có à, một trong những người rất nổi bây giờ Đó chính là thống đốc của bang Florida Ron DeSantis cũng đã chính thức nói là sẽ ứng cử tổng thống à, cho đảng Cộng Hòa Chúng ta đã biết là bây giờ đảng Cộng Hòa thì cũng có à, rất là nhiều người muốn được chọn để trở thành người đại diện cho đảng Chúng ta sẽ không biết cho đến à, cuối năm nay các bạn Nhưng mà Ron DeSantis là đại diện cho đảng Cộng Hòa và có thể coi là ứng cử viên đảng cộng hòa nặng ký thứ hai chỉ sau lưng à, cụ cựu tổng thống trong mà thôi nhưng mà Ron DeSantis là một người mà thứ nhất là chống đối lại CBDC các bạn không thích tiền được số quốc gia và rất ủng hộ BTC à, trong những cái thông tin thường chia sẻ gần đây với các bạn à, liên quan tới việc là Ron DeSantis à, cũng đã nói ở trong cái Twitter Space với Elon Musk là mọi người đều được có quyền đầu tư lưu trữ và sử dụng BTC và sẽ bảo vệ cái quyền đó của mọi người. Thêm vào đó đó ông ta chống đó là CBDC tại vì nghĩ CBDC là một công cụ để mà giám sát quyền tự do tài chính của người dân. Ở tiểu bang Florida cũng đã có những cái đề xuất được ủng hộ bởi thống đốc Ron DeSantis là sẽ cho phép những cái thương gia có thể đóng thuế cho tiểu bang sử dụng crypto. Đó là quan điểm của Ron DeSantis. Nói chung trong ba người mới nói tới đây đó thì Ron DeSantis là người mà ủng hộ crypto nhiều nhất. Kế đến chúng ta cũng có một người khác nữa của đảng Cộng Hòa mà người này thật ra cái khả năng được đắc cử rất là thấp các bạn. Đó chính là một trong những founder của công ty dược phẩm có tên là Vivek Ramaswamy. Thì đây là một người mà cũng đã nói ở Bitcoin Conference 2023. Đó chính là ông ta ủng hộ BTC và BTC không nên xem như là một chứng khoán. Đó chính là cái nhận định đến từ ứng cử viên này người kế tiếp à, được nói đến à, đó chính là Robert F. Kennedy của đảng dân chủ các bạn và đây cũng là một người cũng đã đến hội nghị Bitcoin Conference 2023 là một trong những người mà cũng đứng lên nói là ủng hộ BTC và nói BTC đại diện cho nền dân chủ và sự tự do. Đây cũng là một trong những cử viên rất ủng hộ BTC. Một lần nữa cũng giống như là người chúng ta mới vừa nói tới đó thì uh, Robert F. Kennedy Jr. là một cái ứng cử viên mà cũng không có khả năng đắc cử cao, dựa theo những tài liệu hiện bây giờ người kế tiếp của đảng cộng hòa đó chính là nikki haley các bạn nikki haley này à, là một người mà cho tới bây giờ vẫn chưa có rõ ràng là bà ta có suy nghĩ gì về crypto người kế tiếp nữa à, được nói đến đó chính là người của đảng dân chủ của bạn marian Williamson. thì đây là một trong những người mà cũng tương tự như là nikki haley vẫn không có nói rõ quan điểm của mình về crypto nhưng mà trong cái sự kiện liên quan tới những người mà lái xe trước mà biểu tình ở canada đó thì à, bà ta cũng là một người mà đứng lên nói là không có đồng ý và thất vọng với cái cách mà chính quyền của Canada đã xử lý cái vụ kiện đó. Cái bạn đã nhớ là rất nhiều những cái account à, ngân hàng của những người mà biểu tình à, thì đã bị đóng băng tại vì không muốn để họ nhận được tài trợ từ những nơi khác và thêm vào đó nữa sau đó họ chuyển qua sử dụng BTC và crypto và chúng ta cũng đã thấy là có một số những cái thông tin lúc đó là đòi hỏi những sàn dịch phải đóng băng account của họ vân vân. À, thì nói chung đây là một người dựa theo quan điểm đó có thể là ủng hộ crypto, vẫn chưa nói rõ nhưng mà có thể là như vậy và cuối cùng chúng ta có tim scott tim scott là một trong những người đại diện cho đảng cộng hòa các bạn và tim scott thì bây giờ đó là một thượng nghị sĩ à, và tim scott thì cũng không nói rõ quan điểm của mình về btc và crypto nói chung nhưng mà tim scott cũng đã bày tỏ quan điểm là nên ủng hộ một khuôn khổ pháp lý để mà hỗ trợ sự phát triển của crypto đó là bảy ứng cử viên được nói tới uh, bởi Content grab các bạn nói chung năm sau tháng năm mà uh, đây sôi động luôn và như thường đã chia sẻ đầu video các bạn không phải thông tin nào cũng là thông tin tốt ngày hôm nay à, chúng ta có một thông tin cũng đáng tiếc đó chính là thông tin đến từ bali các bạn thì ở bali đó theo uh, thuận hiểu là hiện bây giờ ở bali họ không cho phép bất cứ một ai sử dụng crypto dùng làm phương tiện thanh toán hết đây cũng không phải là một cái gì đó gọi là quá mới mẻ các bạn tại vì có rất nhiều những quốc gia cũng không cho phép sử dụng crypto làm phương tiện thanh toán hoặc thể ủng hộ dùng crypto để mà đầu tư để mà trade để mà hô nhưng mà họ không ủng hộ dùng crypto làm phương tiện thanh toán tiền pháp định phải là đơn vị duy nhất và bali cũng như vậy nhưng mà ở bali thì họ đã đưa ra cái thông báo là họ rất là coi trọng việc này và bất cứ một ai mà vi phạm đó trong đó bao gồm cả những người du lịch luôn các bạn giả sử các bạn đến Bali du lịch đi các bạn không có đành về luật của địa phương mà các bạn lỡ sử dụng crypto để mà thanh toán cho một à, cái à, dịch vụ nào đó như, như các bạn ở khách sạn hay là các bạn đi ăn uống ở nhà hàng mà các bạn à, bị bắt gặp đó thì có thể là một bị phạt tiền thứ hai là bị trục xuất luôn các bạn nói chung là họ khá là gắt gao và những cái à, thương nghiệp mà cho sử dụng crypto làm thanh toán đó có thể là bị đóng cửa không những bị phạt mà còn phải đi đóng cửa nữa đó các bạn nếu như mà họ cảm thấy đây là một cái vi phạm quá nặng đó là thông tin ra từ Bali và cuối cùng đó thùng cũng muốn dành một ít thời gian để mà nói về Cardano các bạn tại vì gần đây đó chúng ta đã thấy Cardano thì vẫn tiến triển các bạn tuy Cardano không có nhiều thông tin như là những cái um, dự án khác nhưng mà Cardano vẫn là một cái dự án mà thường theo dõi và vẫn đang lưu trữ Cardano tới bây giờ thùng vẫn tiếp tục lưu trữ cái số lượng Cardano đó và vẫn tiếp tục staking thì Cardano đó là một cái dự án mà nó phát triển nó chung tốc độ chậm hơn như dự án khác nhưng mà tới bây giờ đó thì Cardano cũng đã có smart contract cũng đã có DeFi rồi các bạn hệ sinh thái ngày À, càng được hình thành hơn và chúng ta cũng có một trong những cái mà gây ra nhiều cái sự sôi động cho những cái mạng khác đó chính là meme coin các bạn Cardano đó thì có một cái meme coin cũng đang rất là nổi các bạn có tên là Snake SNEX thì đây là một cái meme coin mà cũng có sự tăng trưởng không thể nhỏ các bạn trong vòng 7 ngày qua tăng 141% tuy không phải tăng trưởng nhiều như là chúng ta nói tới cái sự tăng trưởng liên quan tới Pepe nhưng mà 7 ngày qua mà tăng 141% rất nổi bật các bạn trong vòng một ngày qua tăng 34.5% phần trăm và cái dự án này là một trong những dự án meme coin ở trên Cardano mà thôi Các bạn thấy được đây là thống kê tổng cộng Cardano đã có 25 meme coin rồi Và đây cũng là một trong những điều mà thuận muốn chia sẻ với các bạn có rất nhiều bạn không thích meme coin, tại vì nghĩ meme coin là lừa đảo, meme coin là à, một cái gì đó không có giá trị thì cái đó thường cũng không có bàn cãi các bạn Nhưng mà sự thật đó là meme coin là thứ mà mang rất nhiều người tới thị trường này Và những người đó không phải ai cũng ở lại Nhưng mà những người mà ở lại thì họ có thể là những người mà sẽ tìm hiểu Cardano Họ tìm hiểu về BTC, Ethereum, những mạng khác Và họ sẽ tiếp tục ở lại và phát triển thị trường này Cho nên meme coin cũng có vai trò của nó các bạn à, Đương nhiên thường không khuyến thích bất cứ ai giao dịch meme coin Hay là thường không khuyến thích mọi người đầu tư meme coin bán nó cũng không có phải là mọi người mà thích đầu tư meme coin đâu nhưng mà meme coin thật sự là có vai trò trong thị trường crypto này và đặc biệt là những bạn nào đầu tư và thích Ethereum đó, thì trên Ethereum mỗi lần mà có một meme coin nào nổi như là Pepe đây thì lại dẫn đến là phí của Ether tăng cao thì mọi người lại không được vui dẫn đến mạng lưới tắc nghẽn mọi người lại không được vui nhưng mà sự thật những cái meme coin trên Ethereum là những đồng mà di chuyển nhiều dẫn đến là đốt rất là nhiều Ether các bạn chúng ta thấy được là Ethereum À, nếu chúng ta tính trong vòng 30 ngày qua đó thì trong một tháng qua mỗi một phút 467 ether đã bị đốt đi mỗi lần giao dịch là có một số phí bị đốt đi các bạn và các bạn thấy được là phần lớn là đốt ở đâu các bạn phần lớn là tới từ Uniswap và rất nhiều giao dịch trên Uniswap là liên quan tới meme coin cho nên chúng ta đã thấy được meme coin có vai trò của nó nó ít nhiều gì có thể thúc đẩy thêm nhiều người tham gia thị trường này vì lý do tốt hay là xấu thì ở đâu quan điểm của mọi người nhưng mà khi mà có người tới thì sẽ có người ở lại và khi mà có giao dịch meme nhiều ở trên những mạng như Ethereum thì càng nhiều ưu tờ bị đốt đi hơn và nói tới Cardano đó thì các bạn thấy được là cái hệ sinh thái Cardano dù thực đi Falama đó thì bây giờ chúng ta có TVL có nghĩa là cái số lượng lock ở trong những ứng dụng là 173 triệu thì nói chung cũng đã có cái sự tăng trưởng lên từ từ rồi các bạn các bạn thấy được là đạt được cái mức À, đỉnh là năm 2022 hồi tháng 3 đó lúc đó là 325 triệu rồi sau đó đã xuống từ từ tới cái mức thấp là chỉ có 52 triệu mà thôi. Sau đó hệ sinh thái Cardano à, uh, DeFi đã từ từ tăng trở lên bây giờ mức là 173 triệu. Vẫn tăng trưởng nhưng mà cũng là một hệ sinh thái nhỏ thôi. Chúng ta sẽ được là Ethereum vẫn đứng đầu với 27.7 tỷ đô la lóc lại kế đó chúng ta có những cái như là Tron, uh, BSC cũng là những mạng lớn các bạn. Chúng ta sau đó có Arbitrum uh, và những mạng khác. Nói chung Ether vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều ứng dụng các bạn, vẫn là hệ sinh thái dồi dào nhất cho nên tất cả những cái mạng lớn đó thì đều có những cái dự án có thể kết nối được với Ethereum các bạn. Những cái mạng khác đó thì cũng có kết hợp được với EVM, có nghĩa là cái máy ảo Ethereum tại vì các bạn thấy là Ethereum là một hệ sinh thái rất là lớn. Cho nên cho dù các bạn nghĩ sao về Ether đó chúng ta cũng không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng của Ether hiện tại Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Như bữa nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.